Vận động là thói quen rất tốt cho tất cả mọi người, kể cả người cao tuổi. Việc vận động sẽ giúp cải thiện hệ thống tuần hoàn, làm giảm huyết áp và nguy cơ đột quỵ. Với hệ tiêu hóa thì làm tăng hoạt động của ruột, tránh bị táo bón, làm tăng mật độ xương, cơ bắp trở nên dẻo dai, hạn chế nguy cơ bị té ngã. Ngoài ra, việc tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày cũng giúp tăng cường miễn dịch, giúp giấc ngủ sâu hơn, cơ thể cảm thấy sảng khoái, dễ chịu. Tuy nhiên, dù luyện tập hình thức nào, người cao tuổi cũng rất cần lắng nghe cơ thể và điều chỉnh cường độ vận động sao cho phù hợp với sức khỏe. Theo khuyến cáo của các hiệp hội y học trên thế giới, người cao tuổi chỉ cần vận động với cường độ trung bình khoảng 30 phút trên một ngày, 5 ngày trong một tuần là có thể giúp duy trì sức khỏe, cũng như giảm các nguy cơ mắc nhiều loại bệnh. Người trên 50 tuổi nên có những phương pháp tập luyện riêng phù hợp với thể trạng và sức khỏe. Trong video này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một số phương pháp vận động nhẹ nhàng rất phù hợp với những người ngoài 50 tuổi. Đi bộ. Thói quen đi bộ mỗi ngày là phương pháp giúp tăng cường hoạt động của tim mạch, hô hấp cũng như là tăng độ dẻo dai của cơ và xương. Tuy nhiên, người cao tuổi phải chú ý lắng nghe cơ thể để có những điều chỉnh về cường độ vận động sao cho phù hợp. Sau đây là những lưu ý quan trọng mà người cao tuổi khi đi bộ cần phải lưu ý. Thứ nhất, thời gian đi bộ không nên quá dài, chỉ cần khoảng 30 phút cho mỗi lần tập. Thứ hai, tránh đi bộ quá sớm vào buổi sáng, bởi khi sáng sớm, không khí còn lạnh sẽ dễ gây ra viêm xoang, nhiễm lạnh vào cơ thể. Thứ ba, không đi bộ ở những địa điểm có nhiều khói bụi, bởi khi đi bộ, hệ hô hấp phải hoạt động nhiều hơn, khiến cho bụi vào phổi nhiều, dẫn đến tình trạng viêm nhiễm đường hô hấp do bụi. Thứ tư, người già nên hạn chế đi bộ ở những khu vực lạ, cách xa nơi ở hoặc những nơi hoang vắng, ít người qua lại. Bởi nếu có vấn đề gì xảy ra trong quá trình tập luyện, sẽ rất khó khăn để tìm người giúp đỡ. Nếu muốn đi thì phải thông báo trước cho người thân về thời gian đi và thời gian về cụ thể. Thứ năm, người cao tuổi cần lựa chọn loại đế giày mềm, vừa chân để đi bộ được thoải mái, hạn chế chấn thương khi tập luyện. Thứ sáu, trong quá trình đi bộ, không nên đi quá nhanh, các bước vừa phải, không cần quá dài. Nếu cố gắng bước dài sẽ dễ ảnh hưởng đến cơ đùi, gián tiếp làm tổn thương khớp gối. Ngoài ra, trong khi đi bộ, chú ý không vung tay quá mạnh, không ngẩng đầu quá cao hay cúi đầu quá thấp để tránh gây tổn thương gân cơ và vùng đốt sống cổ. Đạp xe. So với đi bộ, đạp xe là phương pháp sẽ giúp làm giảm bớt áp lực lên khớp gối. Khi đi xe đạp, yên xe sẽ đỡ trọng lượng cơ thể, giải phóng cho đôi chân. Các khớp ở phía dưới như khớp háng, khớp gối, khớp cổ chân không bị trọng lượng cơ thể tì xuống, giảm lực tì đè sẽ giúp giảm chấn thương và thoái hóa khớp. Khi đạp xe cần chú ý tránh nơi quá đông đúc vì sẽ rất nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn, có thể làm tăng nguy cơ gãy xương do ngã. Bơi lội. Bơi lội là bộ môn thể thao rất tốt cho cơ xương khớp. Hầu hết người cao tuổi thường gặp bệnh thoái hóa. Đây là căn bệnh thường xuất hiện sau tuổi 35 cho đến 40. Thoái hóa là quá trình sinh lý của cơ thể, không ai có thể tránh được. Người cao tuổi khi bị thoái hóa cơ, khớp chỉ có thể tuân theo các nguyên tắc điều trị và hướng dẫn tập luyện để cải thiện phần nào. Trong đó, bơi lội là một hình thức vận động hiệu quả tốt. Khi bơi, cơ thể sẽ được nâng đỡ của nước, hạn chế dồn lực vào các khớp thoái hóa. Điều này giúp cho hầu như các khớp không phải chịu tải. Trong khi đó, vẫn đảm bảo việc vận động được các khối cơ, làm thúc đẩy quá trình tuần hoàn hô hấp, giảm nguy cơ về bệnh tim mạch, đột quỵ. Tập dưỡng sinh. Dưỡng sinh là bài tập rất phù hợp cho người cao tuổi từ 70 cho đến 80. Động tác nhẹ nhàng làm cho tuần hoàn hô hấp tốt, cũng như tăng sức bền, sự dẻo dai của hệ thống gân cơ. Tập yoga. Người cao tuổi nếu tập yoga nên bắt đầu từ những bài cơ bản, sau đó tăng dần cường độ tập luyện. Nhiều người khi mới tập yoga vì cố gắng làm các động tác khó nên dễ dẫn đến chấn thương. Không nên gắng tập theo các bài thể dục dành cho người trẻ, bởi cường độ vận động không phù hợp rất có thể dẫn đến những tai biến. Trước khi tập luyện bất cứ một môn thể thao nào, cần tham khảo tư vấn của bác sĩ và những người có chuyên môn về y học để hạn chế tối đa nguy cơ bị chấn thương có thể xảy ra.